Liên quan dịch vụ cung cấp hệ thống vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hệ thống vé tự động xe buýt phải đồng bộ đối với các phương tiện giao thông công cộng như buýt sông, metro. Theo Sở Giao thông Vận tải, thời gian qua đã triển khai thí điểm hệ thống vé tự động trên tuyến xe buýt số 1, 4, 65, 152, 16, 43 bằng hệ thống công nghệ thẻ vé loại A, mã QR code trên thiết bị di động hoặc vé giấy, thẻ ngân hàng. Hệ thống thực hiện theo các tiêu chuẩn mở, phù hợp với khung tiêu chuẩn dự kiến cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, tiếp nhận công nghệ mới trong tương lai.